Cách điều trị đau vai gáy tại nhà. Đau vai gáy thường gây ra các cơn đau mãn tính. Bất kỳ ai cũng có thể bị ảnh hưởng bởi chứng đau vai gáy, dẫn tới các hạn chế cử động khi lan sang vùng khác, chẳng hạn như xuống cánh tay. Chính vì vậy, cách điều trị đau mỏi vai gáy tại nhà luôn là sự tìm kiếm của rất nhiều người. Đầu tiên, dành thời gian thư giãn. Đầu của mỗi người nặng từ 5 đến 6kg. Chính vì vậy, hệ thống các cơ và dây chằng vùng cổ vai gáy cần phải hỗ trợ cho khối lượng đầu cả ngày dài trong nhiều hoạt động khác nhau. Do đó, đau vai gáy có thể là kết quả của việc làm quá nhiều. Như vậy, một cách để điều trị đau vai gáy tại nhà là phải dành thời gian thư giãn. Khi cảm thấy xuất hiện các cơn đau, việc đầu tiên là cần nghỉ ngơi từ 1 đến 3 ngày để không làm bất cứ việc gì nặng nhọc. Các hoạt động cần tránh bao gồm tập thể dục có trọng lượng nặng như chạy bộ, đi bộ đường dài hoặc chơi quần vợt và nâng vật nặng. Mẹo thứ hai, thử chườm một miếng gạc lạnh. Cố gắng làm giảm các cơn đau và tình trạng viêm bằng cách chườm túi đá lạnh hoặc nước đá bọc trong khăn lên cổ. Cách điều trị đau vai gáy tại nhà với liệu pháp lạnh này nên thực hiện tối đa 20 phút, lặp lại một vài lần trong một ngày. Nếu mắc bệnh tiểu đường hoặc các vấn đề về hệ tuần hoàn, nên hạn chế dùng nước đá và chỉ nên duy trì 10 phút mỗi lần. Mẹo thứ ba, chườm bằng một miếng gạc ấm. Cách điều trị đau mỏi vai gáy tại nhà cũng có thể thực hiện xen kẽ liệu pháp lạnh với nhiệt khác nhau để cộng hưởng tính hiệu quả. Tính nhiệt sẽ giúp giảm căng cơ và giảm đau. Một hình thức thay thế khác là tắm bằng vòi hoa sen nước ấm hoặc giữ miếng đệm nóng trên cổ. Tương tự như việc chườm lạnh, áp dụng liệu pháp này chỉ nên duy trì trong tối đa 20 phút, nhưng chỉ 10 phút nếu có vấn đề về hệ tuần hoàn. Mẹo thứ tư, sử dụng thuốc giảm đau không kê đơn. Các loại thuốc giảm đau không kê đơn khác nhau tại cửa hàng thuốc là một cách điều trị đau vai gáy tại nhà hiệu quả và tiện lợi. Trong đó, acetaminophen là một lựa chọn phổ biến. Tuy nhiên, cần nhớ bất kể chọn loại thuốc giảm đau nào, cơn đau vai gáy cũng có thể kéo dài trong một vài thời gian nếu những hoạt động trên vùng này không được điều chỉnh đúng lúc. Mẹo thứ năm, kéo giãn cơ. Dành thời gian để duỗi cổ mỗi ngày, xen kẽ với lúc hoạt động cũng có thể hữu ích như là một cách điều trị đau vai gáy tại nhà hay nơi làm việc. Tuy nhiên, nên trì hoãn để thực hiện bất kỳ bài tập kéo giãn cơ nào cho đến khi cơn đau bớt nặng nề hơn. Trước khi thử bất kỳ động tác nào trong số này, hãy cân nhắc làm ấm khu vực bằng miếng đệm nóng hoặc thực hiện bài tập sau khi tắm bằng vòi hoa sen hoặc bồn tắm nước ấm. Mẹo thứ 6, gập duỗi cổ. Các động tác đơn giản là chỉ cần đưa cằm từ từ xuống chạm vào thành ngực, giữ nguyên cổ tại tư thế này trong thời gian khoảng 5 đến 10 giây, quay trở lại vị trí ban đầu. Kế tiếp là ngửa đầu ra sau và nhìn lên trần nhà, giữ trong 5 đến 10 giây, quay trở lại vị trí ban đầu. Tiếp theo là nghiêng đầu tối đa sang một bên vai cho đến khi cổ hơi căng ra, giữ trong 5 đến 10 giây, quay trở lại vị trí ban đầu. Lặp lại động tác này ở bên vai đối diện. Lặp lại toàn bộ chuỗi liên hoàn này từ 3 đến 5 lần nữa. Mẹo thứ 7, xoay đầu. Tương tự như gập duỗi cổ, xoay đầu cũng là một chuỗi các động tác giúp điều chỉnh hoạt động hệ xương khớp, dây chằng, gân cơ tại khu vực vai gáy. Nhìn thẳng mặt về phía trước, quay đầu sang một bên giống như đang nhìn qua vai, giữ trong 5 đến 10 giây. Từ từ xoay 180 độ theo hướng vai đối bên, giữ lại trong 5 đến 10 giây. Lặp lại các động tác như trên từ 3 đến 5 lần. Mẹo thứ 8, xây dựng tư thế đầu cổ tốt. Các cơn đau vai gáy gây ra tình trạng uể oải, mệt mỏi cả ngày và có thể làm giảm hiệu suất công việc. Do đó, xây dựng tư thế đầu cổ tốt là nền tảng để điều trị đau vai gáy tại nhà hay mọi nơi khác. Để thực hiện điều này, đặt một chiếc gương tại vị trí thuận lợi gần nơi làm việc và hãy tự soi mình trong gương để xem mình có đang đứng hay ngồi thẳng lưng hay không. Nếu không, cơ thể phải đang căng các cơ và dây chằng hỗ trợ dựng cuộc sống, nâng đỡ khối đầu nên dễ gây ra đau vai gáy. Thứ 9, chú ý trong việc điều chỉnh các tư thế. Nên tránh tư thế ngồi là bắt chéo chân. Thay vào đó, hãy thử đặt chân lên sàn nhà hoặc thậm chí là một chỗ để chân phù hợp. Cố gắng giữ đầu gối ở vị trí bằng hoặc thấp hơn hông. Nếu ghế có phần tựa lưng phía sau có thể điều chỉnh được, hãy đảm bảo rằng
lưng ghế có thể hỗ trợ tốt cho phần thân dưới và phần giữa của lưng. Sau đó, thỉnh thoảng thả lỏng vai và đứng dậy vươn vai. Tập các bài tập thư giãn cho cổ như đã nêu ở phần trên. Luôn duy trì tư thế thẳng và tập trung trọng lượng của mình vào bàn chân. Giữ cho đầu gối hơi cong, hai bàn chân phải cách nhau một khoảng bằng vai. Hai tay thả lỏng xuống và áp sát vào hai bên cơ thể. Nếu phải đứng trong một thời gian dài, hãy chuyển trọng lượng từ ngón chân sang gót chân hoặc từ bàn chân này sang bàn chân khác. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng tấm nệm đang sử dụng phải phù hợp với mình. Đồng thời, chiếc gối đầu cũng có vai trò quan trọng đối với quá trình điều trị đau vai gáy tại nhà. Nếu là người thường dành thời gian nằm trên giường, nên thay đổi tư thế nằm liên tục. Đúng vậy, ngay cả một thao tác chỉnh sửa tư thế ngủ, từ ngủ nghiêng sang nằm ngửa cũng có thể hữu ích, làm giảm cơn đau vai gáy. Nếu thích nằm nghiêng, hãy thử kê thêm một chiếc gối nữa giữa hai đầu gối để có thể giúp giữ cho cơ thể thẳng hàng tốt hơn, hạn chế áp lực lên vùng vai gáy. Và mẹo cuối cùng, áp dụng các biện pháp xoa bóp. Cơ bị đau cũng có thể phản ứng tốt với các thao tác xoa bóp hàng ngày. Không nhất thiết phải đến phòng khám của bác sĩ, ngay cả người thân cũng có thể hỗ trợ trong cách điều trị đau mỏi vai gáy tại nhà. Trong quá trình xoa bóp vùng cổ vai gáy, tác động lên các huyệt đạo theo đông y, các cơ và các mô tại chỗ sẽ được điều khiển thụ động, giúp máu lưu thông điều hòa hơn. Mặc dù không có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy massage giúp làm giảm đau cổ vai gáy, nhưng đây vẫn là một liệu pháp bổ sung tốt để kết hợp với các phương pháp điều trị chuyên sâu khác. Tóm lại, đau vai gáy là một vấn đề phổ biến và có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Đa số trong các trường hợp không nặng nề và có thể điều trị đau vai gáy tại nhà, giúp các triệu chứng thường biến mất trong một vài tuần. Tuy nhiên, một số trường hợp có thể phải điều trị y tế chuyên sâu nếu cơn đau kéo dài vài tuần hoặc nghi ngờ tình trạng nghiêm trọng hơn. Dù lựa chọn hình thức nào, cách điều trị đau mỏi vai gáy tại nhà vẫn cần dựa trên nền tảng là phải đảm bảo một tư thế tốt, có biện pháp hỗ trợ cho cổ, tránh gây căng thẳng quá mức, phối hợp với các động tác tập luyện tại chỗ. Chúc các bạn và gia đình luôn khỏe mạnh!